Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tỳ Công Đức thứ 18 luân bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn nếu có thiên nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy đoan được bao nhiêu phong đấng liền nói kể rằng sau khi phân diệu đồ có người nghe kinh này nếu hay tùy đó lại được bao nhiêu phong khi đó phân bao ngài Di Lặc Bồ Tát rằng A Dần Đa sau khi Như Lai diệt độ nếu có Tỳ kheo Tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di và người trí khang hoặc lớn hoặc nhỏ nghe kinh này mà tùy rồi từ trong pháp hồi ra đến chỗ khác. Hoàng tài tăng phương hoàng chùa vắng về hoàng thành âm đường xa xóm làng ruộng rẫy đem pháp đúng như chùa đã nghe mà về cha mẹ tôn thân thiền hữu tri thức tùy xưng diễn nói các người đó nghe rồi tùy lại đi chuyên dạy người khác người khác nghe rồi cũng tùy chuyện dạy xoay vẫn như thế đến người thứ 50 A Dần Đa công đức tùy của thiện nam tứ thiện nữ nhân thứ 50 đoan nay ta nói ông phải lòng nghe nè 400 muôn ức vô số thế giới có sao đường chúng sinh trong bốn loài sinh đoạn sinh thái sinh tâm sinh hóa sinh hoạn có hình có tượng không tượng chẳng phải có tướng chẳng phải không tướng không chẳng hai chân bốn chân nhiều chân tất cả trong số chúng sinh như thế có người cầu cũng tùy theo đó thân của chúng muốn đều cung cấp cho đó mọi mọi chúng sanh cho ca trăng bà có vang bạc lưu ly xa cư mà não sang hô hổ phanh đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cổ bay vào làm cành những cung điện lầu gác vân vân vì đại thi chư đó bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng ta đã ban cho chúng sinh những đồ thinh tùy theo ý muốn nhưng chúng sinh này đều đã già suy tuổi qua 80 tông bạc mặn nhân gần chết chẳng lòng ta phải dùng phần pháp mà dạy bao diệu dân chúng liền nhóm chúng sinh đó tuyên bài pháp giáo hóa chỉ dạy lời ích vui mừng đồng thời đường đạo tu đa hoàng đạo tư đa hàm đạo a na hàm đạo a la hán chân hết ca hữu lầu với những thuyền đình sau đều được từ tài đủ 80 giải thoát. Ý ông nghĩ sao công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chẳng ai Di Lặc bằng phần rằng thế tôn công đức của người đó rất nhiều vô lượng vô biên nếu vị thí chủ đó chi thí cho tâm cả đồ ưa tính cho chúng sinh công đức đã vô lượng rồi muốn là làm cho đều được quả là hán phần bào ngài Di Lặc ta nay rành rẽ nói cùng ông mười đó đem tăng cả đồ vui thanh thi cho sao đường chúng sinh trong 400 ứng vô số thế giới
Ngài khiến được quả la công đức của người đó được chẳng bằng công đức của người thứ 50 kia. Nghe một bài kệ kinh Pháp Hoa mà tùy trăm phần nghìn phần trăm nghìn muôn ứng phần chẳng bằng một phần. Nhận đến kinh đêm thì dù không thể biết được a dân đa người thứ 50 như thế xoay vòng nghệ kinh Pháp Hoa công đức tùy còn vô lượng vô biên a tâm kỳ huống là người tôi sơ ở trong hồi nghe kinh mà tùy phun đó lại hơn vô lượng vô không có thể rằng đường lại á dần đã. Nếu có người vì kinh này mà qua đến tăng phương hoàng ngồi hoàng đứng trong chúng la nghe nhân nhờ công đức đó chuyển thân sinh ra được voi ngựa xe con kiều cang bằng trăng bao to đêm bằng thường và đường ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi. Công đức của người đó chuyển thân được cho ngồi của đệ kinh hoàng cho ngồi của phạm vương hoàng cho ngồi của chuyển luân thanh vương. À giờ đã nêu lại có người nói với người ca rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe liền nhân lời bao nhân đến nghe trong giây la công đức của người đó chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát. Xin chung môn chỗ khăn tính lanh lời có trí tuệ trăm nghìn muôn đời trong chẳng ngọng cắm hơi miệng chẳng hôi lười thường không bệnh miệng cũng không bệnh răng chẳng đen giờ chẳng vàng chẳng thương cùng chẳng thiếu rung chẳng xo le chẳng xéo gầy môi chẳng trơ cùng chẳng rung tâm chẳng thô rinh chẳng ghê mồm cùng chẳng sưng hư cùng chẳng cong vèo chẳng dài chẳng lớn cùng chẳng đêm nam không có cảm tương đáng chê mũi chẳng dẹp dẹp cùng chẳng cong gầy sắc măng chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hóm gầy không có tất cả thường chẳng đáng ngừa môi lười răng đeo tay đều nghiêm tốt mũi lưng cao thẳng diện mạo tròn đầy mày cao và dài trang rộng bằng thẳng tướng người đầy đủ đời đời sinh ra thấy Phật nghe Pháp tiếng nhân lời dạy bao à dần đa người hay xem khuyên ơi một người khiến qua nghe Pháp mà công đức như thầy thuông là một lòng nghe nói đau tung lại ở trong đại chúng vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành khi đó đừng thề con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng nếu người trong pháp hội được nghe kinh điển này nhận đến môn bài kệ tùy vì người đó xoay vần dài như thế đến người thứ 50 người rộng sao được phun này sẽ phân biệt đó như có đại thì chủ trung tâm vô lượng chúng đầy đủ 80 năm tùy ý chúng ưa muôn thay chúng tướng già suy tông ba và mắm nhắn răng thưa thân khô gầy nghĩ kia sắp phải trên ta này phải nên dây cho chúng đường đạo qua liền vì phương tiện nói pháp
bóng ánh năng, các người đều nên phải mau sinh lòng nhàn lìa, các người nghe pháp đó đều được a la đầy đủ sao thần thông ba mình tam dài có người năm mươi rõ sao nghe một kệ tùy người này phúng hơn kia không thể thi vô được xoay vần nghe như thế phúng đó còn vô lượng huống là trong pháp hồi người tùy ban đầu nếu có khuyên một người dân đến nghe pháp hoa rằng kinh này răng màu nghìn muôn kiếp có gắm liền nhận lời qua nghe nhận đến nghe dày lá phung bao của người đông nay nên phân biệt nói đời đời miệng không bền răng chẳng thưa vàng đen môi chẳng dài theo thiếu không có tưởng đang chê lười chẳng khô đèn ngắn mũi cao lớn và ngay trang rong và bằng thẳng mập mong đều đoán nghiêm đưa người thấy ưa mến hơi miệng không hôi nhớ mùi thơm hoa ưa ba thường từ trong miệng ra nếu cổ đến tăng phường muốn nghe kinh pháp hoa dày lát nghe vui mừng nay sẽ nói phúng đó sao sinh trong trời người được voi ngựa xe tố kiêu căng bằng trăng bao cùng trời cùng điên trời nếu trong trò vàng khóa khuyên người ngồi nghe kinh nhân về phúng đó được tòa thân phàm chuyển luân hương là một lòng nghe giải nói nghĩa thu kinh đúng như phàm mà thu phục đó chẳng lường đường